giờ lông nữa. Ui thôi. Chết chôn đây đến hơn tiếng đồng hồ rồi mà chưa chết. Ok sút. Hay quá. Sút rồi. Ôi lại nhìn ra ngoài rồi. Ấy mái vào. Để nó đi 3 con. Nên là nó cứ đuổi nhau, rất khó đánh. Trống đẹp quá. Cánh. Mình ngồi đến hơn tiếng rồi đấy. Nhảy. Cúi rồi. Cúi. Ô bay đi. Mai chưa. Bổ cho anh em nghe được không nhá. Cảnh thấy trước mặt này luôn. Vừa dừng clip thì nó sao. Đây vừa mình đứng ở ngoài kia kìa. Đấy. Bây giờ leo xuống. Tùm tùm luôn. Rồi. Tới anh em đã xem clip của Bộ Khánh Linh nhá.